chào quý cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn. Rất vui được gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh tại thủ đô Hà Nội. Bây giờ là 10 giờ sáng ngày thứ năm, 7 tháng 7 năm 2022 quý vị và các bạn. Việt đang ở ngã ba Trấn Vũ và đường Thanh Niên. Như quý vị và các bạn thấy, tuyến phố rất nhộn nhịp. Trưa hôm nay Việt mời quý vị và các bạn cùng Việt đi cảm nhận cuộc sống thủ đô Hà Nội trên tuyến phố Trấn Vũ, Nguyễn Trường Tộ và ra tới phố chợ Hoài Nhai. Việt sẽ dừng clip. Nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội bây giờ rơi vào khoảng 30 độ C quý vị và các bạn. Bầu trời có ánh nắng nhẹ. Và trước màn hình quý vị và các bạn là những hình ảnh của Hồ Trúc Bạch. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán Việt thấy lác đác cũng có khách. Quý cô chú anh chị và các bạn lần đầu tới kênh của Việt, cho Việt một like cũng như subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất về thủ đô Hà Nội. Quý cô chú anh chị và các bạn nhấn vào chuông và quý vị chọn bấm rung chuông. Khi Việt xuất bản video, quý vị là người đầu tiên nhận được những hình ảnh về thủ đô. Và trước màn hình quý vị và các bạn là nhà khách Trúc Bạch, có thiết kế rất đẹp. Nhà khách Trúc Bạch chuyên tổ chức các sự kiện đám cưới, sinh nhật như ăn hỏi quý vị và các bạn. Đoạn này trên tuyến phố Trấn Vũ, như quý vị và các bạn thấy, các cửa hàng kinh doanh buôn bán cà phê toàn có khách thôi, không đông khách lắm quý vị và các bạn. Thường các cửa hàng ở đây vào buổi tối thì đông khách hơn. Hồ Trúc Bạch thì buổi sáng cũng rất bình yên quý vị và các bạn, không có những chú thiên nga. Các nhân viên cây xanh đang là cắt tỉa các cây ở trên tuyến phố Trấn Vũ để tránh mùa mưa bão không gây thiệt hại quý vị và các bạn. Đây đang ở ngã ba Nguyễn Biểu và Trấn Vũ. Trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là ngã tư Nguyễn Trường Tộ, Trấn Vũ và Đặng Dung. Ngay góc ngã tư là chợ Châu Long. Đang ở ngã tư phố Châu Long và Nguyễn Trường Tộ quý vị và các bạn. Cảnh trên phố chợ Châu Long kinh doanh buôn bán Việt thấy cũng có khách. Ở trên
cây hoa giấy đẹp quá quý vị và các bạn. Rất đẹp. Đang là khoe sắc. Một sắc hồng. Rất rực rỡ. Và trước màn hình quý vị và các bạn là ngã tư Cửa Bắc và Nguyễn Trực Tộ. Các nhà nghỉ cũng đã mở cửa rồi. So với lúc chưa dịch thì vắng khách hơn nhiều quý vị và các bạn. Các khách sạn đẹp cũng thu hút rất nhiều các bạn trẻ tới để ghi lại những hình ảnh rất đẹp trên thủ đô Hà Nội quý vị và các bạn. Đang ở ngã tư Yên Ninh và Nguyễn Trực Tộ. Trên tuyến phố Nguyễn Trực Tộ, nhất là quần áo như quý vị và các bạn thấy, giảm giá sốc. Vì đang ở ngã tư phố Hàng Bún và Nguyễn Trực Tộ quý vị và các bạn. Các cửa hàng nào đã mở cửa thì Việt thấy trang trí rất đẹp. Cửa hàng đồ cổ. Và trước màn hình quý vị và các bạn là ngã ba phố Phan Huy Ích và Nguyễn Trực Tộ. Những hình ảnh trên tuyến phố Phan Huy Ích. Và hôm nay cũng là kỳ thi trung học phổ thông quý vị và các bạn. Đây là trường Nguyễn Công Trứ, thủ đô Hà Nội đón rất nhiều các bạn tình nguyện viên tới để phục vụ như là giúp đỡ cho các cháu trong kỳ thi. Và trước màn hình quý vị và các bạn là ngã năm Hàng Than, dốc Hòe Nhai, Nguyễn Trực Tộ. Các chú chạy xe ôm vẫn chưa có việc. Ngay góc ngã năm là cô bán bánh mì, thịt nướng quý vị và các bạn. Đây thì ngã năm này Việt thấy hơi hôi. Việt đứng một chút mà cảm giác rất nặng mùi. Việt đang sang tới phố chợ Hòe Nhai quý vị và các bạn. Những hình ảnh nhộn nhịp hơn. Cảnh kinh doanh buôn bán Việt thấy có khách hơn. Buổi trưa nhưng vẫn nhộn nhịp.
Và đoạn này thì mình thấy các cô bán thực phẩm có vẻ chậm hơn. Việt cảm ơn quý cô chú anh chị cùng Việt đi một vòng từ phố Trần Vũ qua tới ngã tư Quán Thánh và Hoè Nha. Các cửa hàng bán cà phê Việt thấy rất nhộn nhịp. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn tràn đầy niềm vui và dồi dào sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các clip tới của Việt. Quả vải. Việt thấy còn nguyên cả xe. Cái này không phải dòng 1 mà rất chậm. Cây cảnh còn nguyên xe, mình thấy chưa bán được. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới của Việt.